Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ flex cho mọi người buổi đi chụp mùa thu của chúng mình tại Hà Nội. Nói chung là cũng đu trend một chút thôi. Kiểu là dạo gần đây mọi người đang rầm rộ lên là chụp ảnh hoa ở phố Phan Đình Phùng và ở Hồ Tây ý. Thế là chúng mình cũng ký tưởng đi xuống Hà Nội để chụp ảnh. Lúc đi xuống đến nơi thì cũng đã là giữa trưa rồi. Thì chúng mình đi ăn và chọn một quán cà phê để chụp ảnh đã. Sau đó thì tầm xế chiều mới đi ra Hồ Tây để chụp. Giới thiệu với mọi người photographer của chúng tôi, Sang Con. Hôm nay thằng bé mang máy ảnh đi để thỏa lòng sống ảo của các chị em. Em nhìn như công chúa lắm bạn ạ. Chụp ảnh quán cà phê xong rồi, bây giờ chúng mình chuẩn bị để ra Hồ Tây chụp ảnh đây. Chắc là mọi người không biết chứ nếu như mà Vân không đi làm diễn viên thì Vân đã đi làm make up, styling các kiểu. Đó là ước mơ của Vân. Sau này Vân sẽ có một tiệm studio Sang Con làm chụp ảnh, Vân làm make up. Chúng tôi đã ra rất là sớm rồi mà vẫn đông khủng khiếp mọi người ạ. Tá tượng có đi chưa chụp, đã tá tượng như thế này rồi. Chị Nhung như đi ra luôn. Đây, bé Vân đi mua nước và đứng ở đây 5 phút đồng hồ rồi vẫn chưa sang được đường. À sang được rồi. Cố lên nào. Rất sợ sang đường đấy. Trời nóng quá, mọi người nhìn thấy không? Mồ hôi này. Ướt hết người rồi. Ai tội quá đi. Đi về đi chị. Ở Vĩnh Yên giờ chụp được rồi. Tiếp tục kiếp nạn. Sau khi mua nước xong là cũng không biết về kiểu gì. Làm mới nó gọi là lấy lại tinh thần. Vẫn chưa xác định được. Ủa ra nhiên thôi. Em đi xin để các chị đấy. Vẫn chưa biết làm sao sang. Chị có lên sang đó ăn không? À sang đó. Ủa lên nào em yêu. Chị cần chai nước của em. Đấy. Đi sang lại lại. Rất là đẹp đẹp xuống đi. Sang đi. Chúng mình đã phải xếp hàng chờ rất là lâu thì mới đến lượt chụp ảnh. Thật sự không thể nghĩ nổi là đi chụp ảnh lại vất vả như thế này mọi người ạ. Rồi đi chụp ảnh dữ chưa? Quá nóng luôn đi. Vân đã không chịu được. Phải bộ tóc lên. Chị Nhung bảo mang hoa về Vĩnh Yên chụp. Em gái mình. Không xin chơi được nó nữa. Máy ảnh đâu? Đáng sợ. Các con có thể nón không? Các con ơi, có thể nón được không? Các con ơi, có thể nón được không? Chị em với nhau không? Đồ con quá, nhiều lúc đi. Chị cho một cái nơ trên đầu ấy. Em tưởng anh cũng định mặc chụp. Anh đây, anh chuẩn bị thay váy đây. Thật ư? Đây là quần mà. Đây là quần mà. Quần là hứa anh ra nó mặc chết dưới. Thì nó mặc chụp cổ đây. Anh mặc dưới, em mặc trên. Rồi, bây giờ anh. Ừ, anh mặc quần, còn nó mặc áo. Rồi em ở dưới em làm gì đây? Ôi ra quần ơi, mặc góc quần nào. Quần này dài quá. Quần dài. Mặc chú vào. Mặc quần vào. Đây đây chị cầm cho mày đó. Mặc ngược không? Kéo ra. Cần đôi vậy như vậy không? Về được. Trông ra người ai đi qua cũng nhìn này như kiểu sinh vật lạ rồi trên trời rơi xuống. Xinh xinh.
đừng làm hỏng cái nơ của chị nhá. Nào nghiêng đầu nào. Đúng rồi. Cười mỉm chi. Hé răng nào, tách môi hé răng bạn ơi. Quỳ. Nó đáng yêu nhỉ. Chồng cô tém nhá. Quân nào, quân nào. Quân nào. Bên nào anh, bên này à? Đúng rồi, đúng rồi. Quân nước ta. Ê chị ơi, tự nhiên thấy nó cụ tè đấy. Chị cần mấy kiểu ảnh gì nghịch không? Chị Nhung ơi, chị có cần che cả mặt thế không? Bỏ xuống đi, hết nắng rồi. Cuối cùng đã kết thúc trải nghiệm quá là nóng bức. Chúng mình đi về Vĩnh Phúc đây. Cảm ơn mọi người đã xem hết vlog của mình. Bye bye.